Hello, chào mọi người. Hôm nay mình sẽ review những biển dưới biển này mọi người ơi. Đây, rất là nhiều. Đây là những biển. Wow, đây con rồi nha mọi người. Thấy chưa? Rất là hấp dẫn. Hôm nay anh em chúng ta lại tốn điểm ra trái này rất là nhiều nha. Đó, đụng con rồi nha mọi người. Wow, rất là hấp dẫn nha. Đá trái khu này rất là dày nha, anh gặp điểm rồi đó, mình phải lấy điểm. Mùa này rất là nước nó ấm nha, mùa được cả ốc. Đây một con nữa nha mọi người, biển. Đây đây con nữa nè. Bạn này hơi thanh lắm. Wow, được một con nữa nha. Wow, rất là dây. Hấp dẫn quá. Một con nữa nha. Hình như chụp dưới có con đó. Mọi người thấy chưa? Đấy, những biển nó ngày trang rất là khó thấy đó. Hấp dẫn quá. Đây mình sẽ sắp vào kết để bán cho thương lái. Một con trăm như vậy là được là 7.000 một con, trị giá 7.000 một con. Nhiều đi là một kết là được 30 con, 10 kết 300 thêm mấy cái giọt nữa cũng bọn á nha mọi người. Thấy chưa, một giọt lúc luôn ạ. Thì mày kết đây thôi này, đây là mình sắp vào kết để bán bưng cho đây khỏi chích.